Chào mừng các em đã đến với www.sửamáy66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Số phận con người. Trích Solokhov. A. Kiến thức cơ bản. Một la mã về tác giả. Mikhail Alexandrovich Solokhov. Sinh năm 1905, mất năm 1984, là nhà văn Nga vĩ đại. Ông sinh trưởng trong một gia đình nông dân ở thị trấn Vyoshenskaya, một địa phương thuộc tỉnh Rostov trên vùng thảo nguyên sông Đông. Solokhov tham gia nhiều công tác cách mạng khi nội chiến, năm 1918-1921 bùng nổ, làm thư ký ủy ban, nhân viên thu mua lương thực, tham gia tiểu phỉ, vân vân. Cuối năm 1922, ông lên thủ đô, chấp nhận làm mọi nghề để sinh sống và thực hiện giấc mơ viết văn. Năm 1925, Solokhov trở lại quê hương và bắt đầu viết tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm, một bộ tiểu thuyết sử thi đồ sộ dựng lại bức tranh sinh động về cuộc sống của những người nông dân cô dắt vùng Sông Đông cùng những biến động xã hội và đấu tranh giai cấp quyết liệt diễn ra ở vùng này trong những năm nội chiến sau cách mạng tháng 10 năm 1917. Năm 1926, ông đã in hai tập truyện ngắn, Truyện Sông Đông và Thảo Nguyên Xanh. Trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc, năm 1941-1945, với tư cách là phóng viên mặt trận, Solokhov khoác áo lính xông pha nhiều chiến trường, viết nhiều bài chính luận, bài ký, truyện ngắn nổi tiếng. Sau chiến tranh, ông vẫn chủ yếu tập trung vào sáng tác. Năm 1965, ông được tặng giải thưởng Nobel về văn học. Tác phẩm chính: tập truyện Truyện Sông Đông, các tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm, Đất Vỡ Hoang, Họ Chiến Đấu Vì Tổ Quốc. Hai la mã về tác phẩm: một, xuất xứ. Truyện ngắn Số Phận Con Người của Solokhov được công bố lần đầu trên báo Sự Thật, số ra ngày 31 tháng 12 năm 1956 và 1 tháng 1 năm 1957. Truyện có ý nghĩa khá quan trọng đối với toàn bộ sự phát triển của nền văn xuôi Xô Viết suốt giai đoạn sau này, bởi người ta có thể tìm thấy ở tác phẩm này những tìm tòi chủ yếu của văn học Xô Viết hiện đại. Đây là tác phẩm đầu tiên trong văn học Xô Viết, trong đó nhà văn tập trung thể hiện hình tượng con người bất hạnh sau chiến tranh, nhìn cuộc sống và chiến tranh một cách toàn diện, chân thực. Về sau, truyện được in trong tập Truyện Sông Đông. 2. Nội dung. A. Qua một cuộc gặp gỡ và những câu hỏi chuyện ngẫu nhiên, Sokolov được biết Vania là cậu bé mồ côi. Cha mẹ cậu đều đã chết dưới bom đạn chiến tranh, không còn bà con thân thích. Cảm thương cho tình cảnh của Vania, Sokolov lập tức nhận cậu làm con. Quyết định nhận Vania làm con của Sokolov có tính chất bộc phát, hồn nhiên, không có một chút suy tính hay tư lợi nào. Đó là một quyết định xuất phát từ tình thương yêu thực sự. B. Khi Sokolov đưa đứa con trai mới nhận về nhà, cả hai vợ chồng chủ nhà đều rất vui. Bà chủ múc súp bắp cải vào đĩa cho nó, rồi đứng nhìn nó ăn ngấu nghiến mà nước mắt ròng ròng. Bà đứng cạnh lò sưởi lấy tạp dề che mặt khóc. Bé Vaniska của tôi thấy bác ấy khóc, bèn chạy lại níu lấy vạt áo và nói: "Cô ơi, sao cô lại khóc? Bố cháu tìm thấy cháu ở gần hiệu giải khác. Mọi người phải vui mừng chứ. Sao cô lại khóc?" Chao ôi, nghe nói thế bác ta lại càng đầm đìa nước mắt, càng khóc sướt mướt. Hành động của bà chủ nhà thật đáng quý. Tiếng khóc lặng lẽ nhưng thể hiện nhiều ý nghĩa. Đó là tiếng khóc thương cho hoàn cảnh tội nghiệp của bé Vania, là tiếng khóc thương cho cả Sokolov. Đó là tiếng khóc cảm phục trước lòng tốt của Sokolov, một người lính đã mất đi tất cả sau khi bước ra khỏi cuộc chiến tranh. Đó cũng là tiếng khóc tự thương cho hoàn cảnh của mình. Bà cũng không có con. C. Sokolov yêu thương bé Vania rất mực. Anh tận tâm chăm sóc cho đứa con một cách rất vụng về, nhưng rất đáng yêu. Có bé Vania, Sokolov như thấy mình đang được hồi sinh. Anh thấy mọi thứ như bắt đầu trở nên êm dịu hơn. Trong khi đó, bé Vania thì vô cùng vui vẻ. Cậu hồn nhiên gắn bó, quyến luyến chẳng rời người bố. Áp sát vào người, ôm chặt lấy cổ, áp chặt má. Bố đi vắng thì khóc suốt từ sáng đến tối. Tình cảm giữa Sokolov và Vania là tình cảm chân thành,
thấm thiết của hai con người đều phải chịu những mất mát lớn lao sau chiến tranh. Họ gặp nhau một cách ngẫu nhiên, nhưng khi gặp nhau rồi thì gắn bó khăng khít với nhau, bù đắp cho nhau tất cả những gì mà cả hai đã mất. D. Sokolov đã mất tất cả trong chiến tranh. Hòa bình lập lại, anh gặp được bé Fania. Đó quả là một nguồn vui lớn, là chất nhựa mang lại nguồn sống cho trái tim đã cằn cỗi và giá lạnh của anh. Anh tuy có nguôi đi đôi chút nỗi đau, nhưng trái tim thì không bao giờ trở lại được như xưa nữa. Anh hầu như đêm nào cũng chiêm bao thấy những người thân quá cố, đêm nào thức giấc cũng ướt đẫm nước mắt. Rõ ràng những nỗi đau mà anh đã và đang phải gánh chịu không gì bù đắp nổi, và thời gian cũng không xoa dịu được vết thương lòng. Những giọt nước mắt đêm đêm ướt đầm gối của anh là minh chứng sống động nhất cho nỗi đau dai dẳng, giằn xé mà chiến tranh đã gây ra. 3. Nghệ thuật. Nghệ thuật kể chuyện giản dị. Truyện chứa đựng tầm khái quát sử thi rộng lớn và sâu sắc. Nhân vật được miêu tả giàu cá tính và có đời sống tinh thần rất sinh động. Với những thành công đó, truyện ngắn Số phận con người thực sự đã tác động mạnh mẽ, sâu xa tới trí tuệ và trái tim của người đọc. 4. Chủ đề. Số phận con người tập trung khám phá nỗi bất hạnh của con người sau chiến tranh. Song, tuy viết về những đau thương mất mát mà chiến tranh gây ra, tác giả vẫn giữ vững niềm tin ở tính cách Nga kiên cường cũng như lòng tin ở cuộc sống bao dung. B. Luyện tập. Một la mã, câu hỏi và đề văn. Câu 1. Nêu những nét lớn về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Sokolov. Câu 2. Phân tích hình tượng nhân vật Sokolov trong truyện ngắn Số phận con người của Sokolov. Câu 3. Nêu chủ đề của truyện Số phận con người của Sokolov. Hai la mã, gợi ý. Câu 1. Tham khảo mục A, một la mã. Câu 2. Cuộc đời của nhân vật Andrei Sokolov phản chiếu một trang sử hào hùng, bất khuất mà cũng thấm đẫm nước mắt của đất nước và con người Xô Viết khi cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại kết thúc. Số phận bình thường của nhân vật không tách rời số phận lịch sử của đất nước và nhân dân với tất cả hào quang chiến thắng cũng như những nỗi đau của sự mất mát. Phân tích nhân vật này có thể triển khai thành hai ý sau. A. Sokolov là biểu tượng của những con người bị mất nhà cửa, mất quê hương và mất tất cả những người thân yêu. Bị chiến tranh vùi dập nhưng vẫn không mất niềm tin và hy vọng. Phải chịu những dằn vặt trong hầu hết quãng đời còn lại. Đêm đêm, trong giấc mơ, anh luôn mơ mình đang trò chuyện với vợ con qua hàng rào dây thép gai. Cái ranh giới vĩnh viễn giữa hai cõi đời tự do và tù đầy, sống và chết, tồn tại và hư vô. B. Một con người giàu lòng nhân ái và đầy nghị lực. Anh gặp cháu Vania, nhận cháu làm con, yêu thương và chăm sóc cháu rất chân thành. Dẫn chứng. Ngoài việc gánh lấy những trách nhiệm nặng nề, anh còn phải tập làm quen với việc học cách quên đi quá khứ, giấu đi những đau thương để làm vui cho bé Vania. Ẩn sâu trong con người Sokolov là tính cách Nga khiêm nhường mà quảng đại, dũng cảm mà nhân ái, bao dung. Câu 3. Tham khảo mục A, hai la mã, 4. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.